Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em gửi đến các bác mẫu xe Touring XDS A903, một mẫu xe khung full carbon, là dòng Touring Fast Track, là dòng được trang bị cấu hình xe của xe đua. Đây là Fast Track được trang bị full cấu hình của Tiagra, dòng Tiagra khung carbon. Thử xe thì nó xuất hiện những cái vết xước do là xe bãi, đây là xe đã qua sử dụng nên là không thể tránh khỏi. Các bác không quan tâm về ngoại hình quá thì cũng em này rất là hợp lý, tại vì giá chỉ có 12,5 triệu và đã được khung carbon sơn nguyên bản từ Tiagra. Mắc 700C vành nhôm Gatec hy vọng. Trên ghi đông thì chiếc xe được trang bị đôi tay bấm cũng Shimano Tiagra, phanh dầu Shimano. Đùi MSA của Mỹ. Chúng em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này. Các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá.